Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ME Automation, kênh chia sẻ kiến thức cơ điện và tự động hóa. Và tôi là Sơn, kỹ sư điện tự động hóa. Và trong video này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các cái phần tử à, các thiết bị để chúng ta điều khiển tự động. Ở đây là cái công tắc tay của chúng ta thì một trong những cái thiết bị nó không thể thiếu được trong cái uh, mạch điều khiển tự động của chúng ta và đây là các cái relay uh, trung gian thì relay trung gian của chúng ta nó có hai loại một loại là cái đế 14 chân và một loại là 8 chân thì nó có các cái uh, mức điện ốp uh, hoạt động của cái cụm hút này thì từ 220 110 24 12 hoặc là 5V thì đây là cái relay 5V của chúng ta đây là relay 5V một chiều còn đây, đây là cái uh, relay 5 điện, điện ốp của à, 12V, điện ốp chiều Đây, các bạn nhìn vào ở trong này, các bạn thấy là 12V VDC, tức là cái uh, điện ốp một chiều của chúng ta 12V VDC Còn cái relay này Relay này là Ở đây là cái điện ốp của chúng ta là IC 220V Đây, đây là có cái uh, tay mơ thì tay mơ thì nó có hai loại chính là on delay và off delay ở đây là các cái nút nhấn nút nhấn on và nút nhấn off của chúng ta thì cái cái, cái, cái nút nhấn này chúng ta cái thật biết lại cái con tắc tơ để chúng ta điều khiển cho tải của chúng ta và đây là các cái công tắc chuyển mạch thì có công tắc chuyển mạch của chúng ta là ở đây thì đây là công tắc chuyển mạch ba vị trí đây là công tắc chuyển mạch hai vị trí cái này là công tác hành trình của chúng ta, thì cái này chúng ta hay sử dụng trong cái các, thi, các cái cái mạch của cái uh, điều khiển cửa, thang máy, vân vân. và đây là cái bộ điều khiển, cái bộ uh, cái Arduino của chúng ta để chúng ta viết cái chương trình điều khiển uh, tự động. thì cái uh, về cái Arduino này thì tôi cũng có rất nhiều cái video để giới thiệu với các bạn, thì các bạn cũng sẽ có thể xem lại các cái video này trên cái kênh của của tôi đây đây là cái màn hình à, hiển thị của cái à, màn hình hiển thị của chúng ta ở đây là cái thẻ từ đây là cái bộ à, điều khiển bằng sáng vô tiếng của chúng ta thì cái này nó nó ứng dụng rất nhiều trong thực tế tiếp theo là chúng ta có các cái à, về cái cái phần tử của điều khiển tự động thì nó gồm có cái cái ở đây là các cái motor ở đây là cái động cơ servo của chúng ta nó điều khiển có cái vị trí góc quay và đây là cái động cơ bước ở đây là có cái mạch là có cái uh, cái sensor tức là có cái cảm biến của chúng ta. Thì đây là cái cái cảm biến hồng ngoại. Đây, đây là cái cảm biến quang uh, của chúng ta. Cái cảm biến này thì dùng rất nhiều trong cái các mạch mà chiếu sáng tự động, tức là trời tối chúng ta bật đèn, từ sáng tắt đèn thì là chúng ta ứng dụng sử dụng cái cảm biến này. Còn rất nhiều cái cảm biến, ví dụ như đây. Đây là cái cảm biến đo cái nhiệt độ và độ ẩm. Còn đây, đây là cái cảm biến uh, âm thanh của chúng ta. Đây hai cái này cũng là cảm biến âm thanh. Cái này là cái cảm biến uh, siêu âm. Cảm biến này chúng ta ứng dụng là nó có rất nhiều ứng dụng. Và một trong những ứng dụng của nó là chúng ta sẽ đo cái khoảng cách. Đây là cái cảm biến uh, mực nước đây là cái uh, mô đun thời gian thực của chúng ta, cái này chúng ta sẽ thể là viết code để chúng ta cài đặt cái uh, giờ thời gian thực và về cái mảng uh, điện nước dân dụng thì tao cũng có nhiều video để chúng tôi hướng dẫn các bạn các chúng ta lắp ráp các cái uh, công tắc và ổ cám của cái uh, các cái mạch điện đây là các cái, cái rất nhiều loại công tắc và ổ cám thì trong cái mảng về cái điện dân dụng, những nước dân dụng thì tao cũng có chia sẻ rất là nhiều các video. Và đây là các cái relay thời gian thực của chúng ta. Cái này nó, nó áp dụng rất là nhiều ở trong thực tế. Đây, như cái cái ổ cám này thì chúng ta sử dụng để hạn giờ bật tắt các thiết bị Vì chiếu sáng đèn đường, đường sân chiếu sáng sân vườn rồi bấm nước vân vân. các bạn hãy đăng ký kênh để bật thông báo để nhận được những cái video mới nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.